hôm nay có cái tiết là mình học điệu xì lô róc nè, đúng không? Thì tới cái bài chân tình, công gốc của nó là ví dụ mình để lại la thứ đi ha, mà nếu mà cái giọng thấp thì tông la thứ thấp á thì mình sẽ kẹp capo lên nha. Mới tập chơi thì mình nên xài cái capo đó, mình kẹp lên ngăn ba đi, nó thấp quá kẹp lên ngăn ba đi, thì ngăn ba nó là đô thứ ha, đô thứ. Mà tông đô thứ này bây giờ mình mới tập chơi mình đâu có đơn được, cho nên á buộc mình phải kẹp cái capo lên để mình tăng tông lên này. Mình kẹp lên để mình đánh theo cái thế của la thứ cho nó dễ, cho nó giọng nó sáng một chút đó, thấy không? Khi mà mình đã đổi cái tông qua một tông khác thì mình cũng phải dạo thôi, dạo lấy tông lại ha. Đó, dạo la rê mi la mình giờ mình hát ha. Thì của Hưng thì chơi móc tay đúng không? Móc tay thì mình demo móc tay luôn ha. Vì này mới có 1 tháng thôi nha, tháng hơn, cho nên là chơi móc tay ha. Đó, giờ vô hát nè, phải có cao độ nha. Dạo nè, rê mi gãi nè. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo cưới vì anh. Nguyện cho ngày tháng im đêm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong mà mắng em đang nhìn về anh, và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ước lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sao đêm bao giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em gì chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh không hòa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Đó, bây giờ ví dụ mình đi lại thêm một cái điệp khúc nữa đi, thì mình sẽ quạt ha. Những buổi sau này á, là mình sẽ học cái điệp khúc á, là mình sẽ quạt ha, quạt sơ sơ đó, mình phải quạt vô điệp khúc á cho nó hay ha. Hồi nãy mình đờn một bài là móc không đúng không, bây giờ mình quạt nè, vô điệp khúc lại nè. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt chết vai anh không hòa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đến giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Dạo nè, ao luôn. Rê mi đó, một cái ao đơn giản thôi ha. Mình hoàn tất một bài hát cũng rất là đơn giản ha. Đó, ok chưa? Rồi.